anh tôn thờ. Cánh khuya giáng sinh trong chốn hang Phanxicô đã khẳng định
Đức Kitô đang sống, Người là niềm hy vọng của chúng ta. Và bằng một cách tuyệt vời, Người mang tuổi trẻ đến cho thế giới của chúng ta. Và mọi sự Người chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ và tràn đầy sức sống. Trong tâm huấn Chúa Kitô đang sống số 1, tuổi trẻ là một trạng thái của tâm hồn. Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi trở lại tình yêu ban đầu với Thiên Chúa và tha nhân, để mỗi ngày chúng ta nên trẻ hơn và sống sung mãn hơn, trẻ công giáo trong những ngày cuối năm dương lịch. Thi xong rồi, đại thiện. Nhẽ cả người. À mà cũng gần nói em rồi. Có chương trình gì không tụi bay? Ê tụi mày, hay mình tổ chức party overnight đi. Mừng Noel và năm mới luôn. Ý hay đấy, chuyển luôn. Nhưng Giáng sinh mình còn thêm dự thành lễ đêm mừng Chúa ra đời nữa. Hay chúng mình nhờ lại sau lễ đi. Cái bẻ này, dời dời cái gì, không đi lễ đêm
thì sẽ hôm sau đi cũng được. Ừ, chơi về ngủ sớm rồi đi lễ chiều. Mỗi năm có một đêm Giáng sinh, Hồng Lễ, cái mẹ không nhớ đó là lễ buộc sao? Nhớ chứ sao không? Nhưng mẹ này, chúng mình đi lễ hôm sau cũng được. Mà nếu không đi lễ thì mình đi xưng tội là hết thôi. Phải không tụi mày? Chuẩn. Quyết định vậy đi, chuẩn bị mọi thứ thôi. Nhưng mà... Quân Vương Ngọc đâu rồi? Vừa thấy đây mà, chia nhau tìm coi. Tao thấy có gì đó là lạ à nha. Quân ơi! Ngọc ơi! Quân ơi! Ngọc ơi! Chúng ta đang ở đâu đây? Mấy đứa kia đâu rồi? Không biết nữa, cảnh này lạ lắm. Nhưng cũng quen quen sao đó. Sao tần là cái cối không vậy nè? Không lẽ... Ê Quân, có người kìa. Mình đã phải đây xem sao. Trời trong xanh, tình tôi long lanh, nắng mai lo dạng, chim hót trên cành, cành vẫn muôn phương, tràn ngập yêu thương, sao chung an bình, nơi chốn thiên đình, tràn chứa ân tình. Nghĩa đang nơi yêu thương chứa chan giữa muôn loài, Thiên Chúa hằng an bài chẳng lo ngày mai. Vườn này không? Không, không đâu. Thiên Chúa chỉ nói chúng tôi không được ăn trái biết lành biết dữ thôi. Vì ngày nào chúng tôi ăn, chúng tôi sẽ phải chết. Ôi, chẳng chết chắc gì đâu. Thiên Chúa sợ anh chị khôn ngoan như ngài nên mới cấm anh chị ấy thôi. Chị cứ thử ăn mà xem. Chị đã xinh đẹp như vậy,
mà còn khôn ngoan như Thiên Chúa nữa thì còn gì bằng. Không tin chị cứ thử coi. Nè, trái thì đẹp mà vị lại ngon nữa chứ. Chị thử cắn một miếng đi, đảm bảo chị sẽ bằng Thiên Chúa cho mà xem. Tôi không, không được. Ăn đi, ngon lắm, ăn đi. Ôi chào, ngon quá, thật là tuyệt. Adam ơi, Adam, anh ăn thử coi, ngon lắm nè. Eva, tại sao em lại ăn trái đó? Thiên Chúa đã cấm rồi, ngày nào chúng ta ăn, chúng ta sẽ phải chết. Em quên rồi sao? Chẳng chết đâu, thiệt mà. Con rắn đã nói rồi, anh coi, em ăn rồi, em đâu có chết. Anh ăn đi, rồi chúng ta sẽ bằng Thiên Chúa. Nè Adam, anh ăn đi anh. Lạy Chúa, con đây. Con không dám gặp Chúa vì con trần truồng. Ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi và vợ ngươi đã ăn trái cấm rồi phải không? Thưa Ngài, chính người đàn bà mà Chúa đã cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Thôi, ngươi đừng tự biện hộ nữa. Eva, ngươi đã làm gì thế? Thưa Chúa, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Này rắn, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bỏ bằng bụng, phải ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó. Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyên rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Từ nay các ngươi không được ở trong vườn địa đàng nữa. Hãy rời đi cho khuất mắt ta. Dạ vâng, thưa Chúa. Nhưng ta sẽ không bỏ các ngươi đâu. Ta sẽ ban cho các ngươi một đấng cứu thế. Người sẽ nối lại tình trời với đất, sẽ làm cho con người trở về với ta trong ân sủng và tình yêu. Chuyện này nghĩa là sao? Ngọc, Ngọc ơi, chúng ta chết rồi, về với chỗ nên mới lên đây. Chuyện này là sao? Tại sao chúng ta lại ở đây? Làm sao bây giờ? Bà ngoan đạo với chỏ giờ lý lắm mà. Bà giải thích cho tôi đi. Và bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Dẫu thế nào con người vẫn mong trở về thiên đàng qua nhiều hình thức của cuộc sống hưởng thụ. Họ xây tháp Ba Ben
xây cao ước vọng chạm trời cao mà không cần ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng những thú vui chóng qua và những thành công bề ngoài hay công danh sự nghiệp chỉ là những phù phiếm mau qua. Tất cả không thể đưa ta vươn tới trời cao. Thật thế, tháp Ba Bên sụp đổ bởi sự khác biệt ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, chủng tộc hay màu da. Thiên Chúa yêu thương người trẻ với tình yêu nhưng không và vô hạn. Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với con người qua việc chọn gọi Abraham. Và cũng từ tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã cho phát sinh một dân tộc vĩ đại là dân Israel. Dân mà Thiên Chúa đã dùng cánh tay hùng mạnh của Ngài dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập, khỏi tay Pharaô. Môi-se đã kêu gọi dân trở về với Chúa, bởi Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót luôn đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Thiên Chúa đã ban cho con người thập giới. Chính nơi thập giới mà con người hình thành được một đời sống trong mối quan hệ yêu thương với ba ngôi. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa phán bảo thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi không được có thần nào khác, ngươi không được kêu danh thánh ta cách bất xứng. Ngươi phải giữ ngày Sa-bát, ngươi hãy thảo kính cha mẹ, ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng dối, ngươi không được ham muốn vợ người ta, ngươi không được ham muốn của cải của người ta. Chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành. Chúa thiết lập giao ước, Chúa ban giới răn, đó chính là những khuôn vàng thước ngọc để dân Israel sống đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với con người qua bao thăng trầm của cuộc sống. Đúng, qua Môi-se, Ngài ban cho con người 10 điều răn để giúp cho họ trưởng thành hơn, tin tưởng về Chúa hơn. Vậy mà các bạn nhiều khi lại chối từ lời mời gọi của Chúa, biếng nhác đọc kinh sáng tối, ngại ngần trong việc học biết về Chúa qua các giờ giáo lý, lười biếng thêm dự thành lễ ngày Chúa nhật, cũng chỉ đi lễ cho xong. Đúng thật là mình đã quá vô ơn với Chúa. Nếu trở về được, mình hứa sẽ sống đạo một cách tốt nhất có thể. Không phải chỉ mình mà thôi, mình sẽ cố gắng làm mọi cách để lôi cuốn các bạn cũng sẽ sống đạo tốt, chứ không phải chỉ là giữ đạo. Ngọc hãy cùng đồng hành với mình nhé. Chắc chắn rồi, Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn ở cùng chúng ta mà. Vậy chúng ta cùng cầu xin Chúa nhé. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin Chúa cho con sự can đảm để con thấy Chúa hiện diện khắp nơi trong cuộc sống này. Thank you.
Chúa bị hoen ố, tì vết. Nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc con người chết trong tội lỗi. Ngài đã hứa ban đấng cứu thế: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Ngài đẹp quá, đẹp quá. Ôi, mẹ Maria. Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi sự ưng thuận của một người nữ, Maria, Eva mới, đã đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa qua hai tiếng xin vâng được cất lên nhẹ nhẹ, khiêm nhu trong niềm tin yêu tín thác. Thời gian viên mãn đã đến. Cả triều thần thiên quốc chờ đợi giây phút có một không hai trong lịch sử nhân loại. Thật linh thiêng, biết bao trang trọng. Con Thiên Chúa nhập thể làm người để đi vào lịch sử nhân loại. Thiên Chúa làm người để cùng chung chia phần với phận người. Ngài không còn ở đó để nghe tiếng khóc than của kiếp người, nhưng đã cùng gánh vác phận người trên vai của mình để kéo nhân loại lên cao khi người được dương lên. Giây phút trọng đại ấy được đánh dấu qua tiếng thơ xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Cả triều thần thánh trên trời hân hoan, nhân loại chuyển mình chào dâng một niềm vui khôn tả. Ngày hạnh phúc cho nhân loại bao la, ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng mẹ. Mẹ khiêm cung thờ lạy đấng thánh mà mẹ cũng như muôn dân đang mong đợi. Sức mạnh của lời xin vâng của người trẻ Maria là một cam kết dấn thân, chấp nhận rủi ro, sẵn sàng đánh đổi mọi sự mình có, mà không có bất kỳ một sự đảm bảo nào khác ngoài sự chắc chắn rằng mẹ là người mang lời hứa, lời xin vâng và ước muốn phục vụ của mẹ mạnh hơn bất cứ nghi ngờ hay khó khăn nào. Chính nơi người trẻ Maria, Thiên Chúa mời gọi chúng ta thắp lên những ngôi sao trong đêm tối của những người trẻ khác. Người mời chúng ta hướng về trời cao để tiến tới hành trình trưởng thành. Kính chào Maria đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Ồ, lời chào có nghĩa gì? Xin bà đừng sợ, vì bà có nghĩa với Chúa, và bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Bà sẽ đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chuyện này xảy ra làm sao được, vì tôi không biết đến người nam. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng bà sắp sinh ra sẽ được gọi là đấng thánh. Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Tiếng xin vâng của Đức Maria đã đem lại niềm vui cho toàn thể nhân loại, và ngôi lời đã nhập thể trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Và cũng sau lời xin vâng ấy, vũ trụ đều thay đổi. Trần gian bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chan hòa ánh sáng của ơn cứu độ. Bởi yêu thương nhân loại mà con Thiên Chúa tuân hành thánh ý, hầu chuộc lại cho con người địa vị làm con Thiên Chúa. Nhưng loài người có thấu chăng, đấng thiên sai đã nhập thể bằng cách nào không? Ôi Maria, anh thấy em đã thấm mệt rồi, mình ngồi đây nghỉ một lát đi em. Jose, em thật xin lỗi vì em mà anh phải khổ thế này. Không Maria, anh mới là người phải xin lỗi vì không thể lo cho em được một chỗ nghỉ chân đàng hoàng. Jose, anh đừng nói thế, em vẫn chịu được mà. Maria này, đêm đã khuya mà cũng không tìm được quán trọ, chúng ta
hãy đến hang đá kia nghỉ tạm qua đêm vậy. Vâng, chúng ta đi thôi. Thiên Chúa luôn đến với con người khi con người không ngờ Ngài đã đến, không phải tại nơi cung điện nhà vua, nhưng là một hang đá nhỏ bé, nghèo hèn. Ngài đã đến là một em bé sơ sinh được ấm bồng trong vòng tay người mẹ, một người con đã được trao ban cho chúng ta. Lời hứa ban đấng thiên sai khi xưa nay đã thành hiện thực. Người con của tình yêu, trong tình yêu và vì tình yêu. Thế nhưng các quán trọ ở Bethlehem đã không nhận ra, họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Chỉ có các trẻ nghèo bơ vơ đang ở ngoài trời kia. Tưng bừng vui ca ngày giờ con Chúa Đức Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tất hình nguồn bao la, người người hoan chúc để tin vui thái hòa. Thời gian qua những chẳng ngàn năm trao, lời giao ước vẫn âm vang trong lòng, cùng nguyện xin sự che tỏa khắp nơi. Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca, ngày giờ con Chúa Đức Cứu Tinh đã sinh ra, từ vui ca ngày giờ con Chúa Đức Cứu Tinh đã kính sinh thưa ra cộng đoàn. Từ non cao tất hơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui thái hòa. Chung lắm yên ca thiên thần, mừng ngồi hai cô bình an giáng sinh, nguồn an thiên chúa ban cho nhân trần. Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca, ngày giờ con Chúa Đức Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tất hơn nguồn bao la, người người hoan chung đón tin vui thái hòa. Thank you.
tụi nó mất tiêu rồi. Làm sao đây? Tìm mãi nãy giờ mà không thấy bóng dáng đâu. Mà chuyện này là sao? Cứ như phim, biến mất không để lại một dấu vết nào. Không lẽ chỗ này có ma sao? Ông nói nghe thấy mà ghê. Ma đâu giữa ban ngày? Hay là chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hai bạn ấy đi? Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con. Nói chắc các bạn cũng không tin đâu. Hai đứa bọn mình vừa có một cuộc phiêu lưu kỳ lạ nhưng rất ý nghĩa. Một cuộc phiêu lưu á? Đúng vậy, chúng mình vừa được trở về quá khứ, hiện diện nơi vườn địa đềm với Adam và Eve, cùng với Môi-se về dân Do Thái đón nhận 10 điều răn, rồi lại còn được chứng kiến biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Về nhất là được cùng với thiên thần về các mục đồng thờ lạy Chúa Hài Nhi nơi mén cỏ Bethlehem. Đúng vậy, chuyên chẳng thể tin được đã xảy đến với mình và Ngọc. Qua đó, mình nhận ra bao lâu nay mình còn rất nhiều thiếu sót trong việc giữ đạo và sống đạo. Nhưng hai bạn mới bí mất khoảng nửa tiếng thôi mà. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn mà các bạn có thể chứng kiến các việc ấy được? Đúng vậy, nhưng Thiên Chúa thì có thể làm được, vì một ngày của Thiên Chúa bằng ngàn ngày ở trần gian. Mà trên hết là vì Chúa luôn yêu thương chúng ta, và Ngài có muôn ngàn cách thức để chúng ta đón nhận và yêu mến Ngài. Tình yêu của Chúa sẽ chiến thắng mọi toan tính về những giới hạn của con người. Quả thực, chúng mình bây giờ rất tự hào là con cái của Thiên Chúa, tự hào là người Công giáo, được Chúa yêu thương và được sống trong tình yêu của Thiên Chúa và mọi người. Vì con làm dấu thánh, nước mắt lên cao con luôn tự hào, tự xưng niềm tin phó dâng cuộc đời mình trong tay Chúa. Khi con gặp khó nguy trong đời này, con Chúa cùng bước đi bên con, ngại chi vì Chúa luôn đồng hành với con. Tự hào và ngày Công giáo, mỗi lúc con khổ đau con Chúa còn tựa được trong cánh tay Ngài, con quên hết lắng lo hoài vì đời con có Chúa. Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nước trời. Đôi chân này vươn bước đến nơi đau thương âu lo muộn phiền, con đem bình an Chúa cho mọi người, tình nhân biết Chúa tay con chịu bước ai ngã xa và mỗi con riêng danh Ngài luôn mãi, có Chúa con tự hào biết bao. Tự hào về Công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa con cứ được trong cánh tay Ngài, con quên hết lắng lo hoài vì đời con có Chúa. Tự hào về Công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nước trời. We'll be right back.
tình yêu của Chúa sẽ chiến thắng mọi toan tính và những giới hạn của con người. Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã hạ sinh cho chúng ta. Đấng ấy đã thắp sáng ngôi sao của niềm tin, hy vọng, chân lý để giúp chúng ta tiếp tục bước đi. Chính Đấng Emmanuel là ánh sáng hy vọng vĩ đại và là hướng đạo của chúng ta trong đêm tối, vì Người là sao mai sáng ngời. Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã hạ sinh cho chúng ta. Đây là món quà cao quý nhất Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, cho thế giới, cho con người. Thiên Chúa trao tặng con một duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu cho nhân loại, để trong Người, nhờ Người, chúng ta được sống và sống dồi dào. Để trong Người, chúng ta được vươn đến sự trưởng thành toàn diện, cả về đời sống đức tin và đời sống xã hội. Để trong Người, chúng ta được yêu và được chia sẻ tình liên đới nhân loại trong tình yêu duy nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Vậy, trong đêm hồng phúc này, chúng ta hãy cùng hướng về hang đá Bethlehem và đồng thanh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện đã xong, xin mời quý ông cố, quý ông bà, anh chị em chúng ta nghỉ trong 10 phút.